Sáng nay tại Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, đã tiếp đoàn lãnh đạo chiêu hội doanh nghiệp đầu tư Hàn Quốc tại Bình Dương gọi tắt là Kusan Bình Dương đến thăm và chúc Tết lãnh đạo tỉnh. Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy, đã thông báo nhanh với đoàn về tình hình phát triển kinh tế xã hội của Bình Dương trong năm 2023. Đồng thời cho biết những nỗ lực của tỉnh trong việc đầu tư cơ sở hạ tầng, việc chuẩn bị nguồn đất sạch để thu hút đầu tư đoàn lãnh đạo Cô Cham Bình Dương cũng được chia sẻ về những lĩnh vực mà Bình Dương đang kêu gọi đầu tư. Ngoài lĩnh vực công nghiệp với những ngành nghề có hàm lượng công nghệ cao như năng lượng tái tạo, vi mạch bán dẫn, công nghiệp ô tô, Bình Dương cũng kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao. Đồng chí Nguyễn Văn Lợi cũng gửi lời cảm ơn những đóng góp của Cô Cham Bình Dương và các doanh nghiệp Hàn Quốc. Ông mong muốn các hoạt động gặp gỡ với Cô Cham và các doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ được nâng tầm và phát huy mong muốn các nhà đầu tư Hàn Quốc sẽ tiếp tục gặt hái thành công ở Bình Dương. Ngài Kim Quang Sik, Chủ tịch Chi hội Cô Bình Dương cũng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo tỉnh đã hỗ trợ các doanh nghiệp Hàn Quốc thời gian qua. Đại diện Cô Bình Dương cũng đề xuất tỉnh cần thành lập một tổ xử lý các vấn đề liên quan đến đầu tư của các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Bình Dương để thuận lợi hơn cho công việc hai bên. Ngài Kim Quang Sik, cũng gửi lời chúc tốt đẹp đến lãnh đạo tỉnh và mong muốn năm mới bình dương sẽ gặt hái được nhiều thành công và tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ